dắt ra MV mới, nữ chính làm netizen giật mình tưởng tình cũ Thiên An. Góp mặt trong sản phẩm âm nhạc mới của Dắt mang tên Thiên Lý ơi. Nữ chính gây chú ý bởi vẻ đẹp sắc sảo, phong cách thời trang gợi cảm, thậm chí nhiều người còn nhắc tới tình cũ của nam ca sĩ là Thiên An. Đầu năm mới, ca sĩ Dắt tung poster hé lộ ca khúc mới mang tên Thiên Lý ơi. Trong ảnh, giọng ca quê Bến Tre diện đồng phục học sinh, đứng đối diện một bạn nữ đồng trang lứa. Cô gái này có góc nghiêng giống Thiên An làm nhiều khán giả tò mò. Sau khi tìm hiểu, nhiều người nhận ra nữ chính trong sản phẩm âm nhạc mới của Dắt là Phạm Thư, Mina Phạm. Mina Phạm sinh năm 1998, quê Cà Mau. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc Usagi, gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, phong cách ăn mặc gợi cảm. Ngoài ca hát, Mina Phạm còn tham gia diễn xuất cho các dự án âm nhạc, đồng thời là nhà sáng tạo nội dung với hơn 560.000 lượt theo dõi trên TikTok. Mina Phạm cho biết cô đến với vai nữ chính trong MV Thiên Lý ơi một cách tình cờ. Khi nhận được lời mời, người đẹp 26 tuổi cân nhắc vì biết rằng lần hợp tác này thay đổi nhiều điều trong công việc, cuộc sống của mình. Nhưng tôi vẫn trân trọng từng cơ hội làm việc và mong muốn hỗ trợ, lan tỏa hình ảnh của mình đến nhiều khán giả hơn. Vì vậy tôi nhận lời tham gia, Mina Phạm nói. Trong quá trình thực hiện MV mới, Mina Phạm nhận thấy Dắt là ca sĩ tâm huyết, hết mình với sản phẩm âm nhạc của mình. Hot girl quê Cà Mau cho biết buổi ghi hình có nhiều kỷ niệm nhưng cô chưa thể tiết lộ vì liên quan đến nội dung MV. Nói về phản ứng khán giả khi poster Thiên Lý ơi được công bố, Mina Phạm cho biết có nhiều cư dân mạng đưa ra bình luận tiêu cực. Người đẹp thừa nhận mình là người có tính cách mạnh mẽ, đón nhận những bình luận tích cực và thường lướt qua những ý kiến mang tính công kích. Trước đây tôi cũng hoạt động nghệ thuật. Có nhiều bạn bè trong nghề và có nhiều người theo dõi. Tôi thấy may mắn vì vẫn có những khán giả yêu thương và hiểu mình. Điều đó khiến tôi rất trân quý. Mina Phạm nói thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.